dụng là trong năm 2023 ấy, thì mục tiêu của mình là mình phải xây lên những đội mà gà ruột của mình. Cho xin link tẩu nhìn này tham khảo anh ơi, cho xin donate 2 lít bạn ơi. Mình bán lại kênh vừa rồi cho xem. Ngành thực phẩm chức năng thì hiện tại nó cũng tương tự với cả cái cách áp dụng của bên mỹ phẩm. Nhưng mà thực ra là cái nghề về ngành thực phẩm chức năng ấy, thì như em có nói với cả anh là về riêng về ngành thực phẩm chức năng, hay là về ngành thuốc men, rồi là về ngành thực, rồi là ngành làm đẹp, rồi là kể cả những cái đồ ăn thì gọi là eat clean ấy, thì như cái đợt trước em có chỉ cho anh ở trong cái lớp khóa, ở trong cái khóa học của anh em mình rồi đấy, em chỉ cho anh cái cách đấy rồi. Thì anh chỉ cần áp dụng là trong năm 2023 ấy, thì mục tiêu của mình là mình phải xây lên những đội mà gà ruột của mình. Đấy, mình sẽ phải xây lên những cái đội mà gà ruột của mình. Và như vừa rồi em có nói rồi, các brand ấy mà trong năm 2023 họ sẽ phát hiện được ra một điều, đấy là họ bản thân họ cũng phải là sử dụng những đội mà KOC gà ruột. Thì em đang có một kế hoạch, cái này em cái này là có kế hoạch thôi. Có thể là em sẽ đào tạo những cái bạn mà ở trong ngành đấy, và sau đó là em sẽ bán hình ảnh độc quyền cho cái brand, cho cái shop đấy. Đối với cả những cái bên brand mà họ không có thời gian để họ làm in-house ấy, đấy, thì em sẽ là bán hình ảnh, bán cái kênh, bán gọi là giống như kiểu là bóng đá, bán cầu thủ ấy. Đấy, ví dụ như là Trần Thắng Apex mà bán hình ảnh, ví dụ như là rơi vào tầm khoảng 1 triệu đô một năm thì chắc là Trần Thắng bán cũng được đúng không? Ngành nông sản tươi năm sau có được mở không? Vừa nói xong, vừa nói đấy là về ngành đồ ăn, là về ngành food. Thì như tôi có nói đấy là về ngành food thì nó sẽ là mở thêm một cái tệp mới. Thì có thể là những cái đồ tươi như kiểu là bảo quản trong vòng 3 ngày đến 1 tuần. Còn đồ mà trong vòng 24 giờ thì tôi chưa dám chắc. Có thể là nếu như đơn vị vận chuyển của TikTok mà họ ok la, họ chân chu rồi thì sẽ được luôn. Bán cả người luôn đâu. Đấy, thì tôi cũng đang có một cái tham vọng là có thể là tôi sẽ nuôi đội KOC và sau đó là tôi sẽ bán cho những cái bên brand thế. Đấy là tôi kế hoạch, tôi nghĩ trong đầu, tôi bốc phát thôi. Còn tôi không biết. Anh ơi...